Xin chào tất cả các chị em xinh đẹp. Hôm nay BST sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái thói quen số 3 có thể làm ảnh hưởng đến cô bé của các bạn. Đó là cái thói quen có thể các bạn mới chỉ giải quyết được cái vấn đề mà chưa giải quyết được nguyên nhân của vấn đề. Đây mới là cái mấu chốt, đúng không ạ? Khi mà các bạn biểu hiện một cái vấn đề gì đó thì các bạn cần phải tìm nguyên nhân, giải quyết được nguyên nhân. Còn các bạn chỉ giải quyết cái vấn đề là cái triệu chứng thôi thì cái căn nguyên của bệnh nó chưa giải quyết thì sau đấy lại bị tiếp. Cho nên là chúng ta cần phải tìm được cái nguyên nhân để chúng ta điều trị, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ rằng là như nào ạ? Có rất nhiều các cái nguyên nhân, các lý do gây ra gì ạ? Khiến cho ngứa, chị em ngứa ở cái gì ạ? Ở cái vùng kín. Đó, rất nhiều các nguyên nhân khiến cho chị em ngứa ở vùng kín. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào? Có thể là các cái viêm nhiễm do da ở bên ngoài nó gây ngứa, đúng không ạ? Cũng thể do thời tiết, nhưng cũng có thể do các cái viêm nhiễm ở trong phần âm đạo, âm hộ hay là tử cung, buồng trứng, nó gây tiết dịch ra, nó gây ngứa ở bên ngoài. Vậy thì chúng ta, ví dụ như chúng ta chỉ có gì ạ? Chúng ta chỉ có gãi thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có gãi thôi thì nó giảm ngứa lúc đấy, tạm thời lúc đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên là nó sẽ sao ạ? Nó sẽ không giải quyết được, nếu như là viêm ở bên trong nó sẽ không giải quyết được bệnh, đúng không ạ? Không giải quyết được bệnh. Hơn thế nữa làm sao? Có thể các bạn gãi mạnh nó gây ra các gì ạ? Các cái chảy xước, các cái tổn thương phần da và niêm mạc của cô bé. Có rất nhiều người gãi nhiều quá nó chảy máu ra. Đúng không ạ? Chảy máu ra thì nó tạo thành một cái đường cho vi khuẩn xâm nhập vào. Thì nguyên nhân không được giải quyết mà chúng ta lại còn tạo thêm nguyên nhân để cho vi khuẩn đi vào. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Cho nên là nếu các bạn chỉ tập trung vào vấn đề thì các cái triệu chứng thôi thì sẽ không khỏi được, mà chúng ta cần gì vậy? Tập trung vào cái nguyên nhân. Khi mà các bạn thấy bất thường thì chúng ta cần phải tìm nguyên nhân, tự mình hỏi mình, thấy bất thường nó chưa thỏa đáng thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân chữa trị, đúng không ạ? Cho nên là các bạn cần gì ạ? Tìm được cái nguyên nhân gốc rễ của cái vấn đề. Chúng ta nếu như chúng ta tự hỏi các bạn xem là các cái vấn đề này biểu hiện là do cái vấn đề gì. Bởi vì có rất nhiều các cái đơn giản có thể gây ra bệnh mà các bạn có thể tự biết. Nếu các bạn không tự giải quyết được, các bạn hãy lên đi diện, đi khám bác sĩ phụ khoa ở cơ sở gần nhất hoặc là cơ sở uy tín tin cậy để các bạn, các bác sĩ giúp cho các bạn tìm ra nguyên nhân để điều trị cho các bạn, đem lại cái thoải mái cho các bạn mà các cái căn nguyên của bệnh đã được hết, đúng không ạ? Căn nguyên bệnh hết mà bạn không tự mầy mò để giải quyết, mà không những mà không triệt để được mà lại còn gì ạ? Mang theo cái nguyên nhân gây bệnh tiếp theo. Tuy nhiên, nói về ngứa thì cũng có rất nhiều các cái vấn đề gây ngứa ở cái vùng kín. Ví dụ như là thời tiết lạnh, da nó sẽ bị thiểu dưỡng, nó khô da, thì các bạn cần phải dưỡng ẩm bằng các cái dung dịch. Ví dụ các cái chuyên gia bên nước ngoài người ta cũng hướng dẫn là các cái dầu dừa. Đó, bên nước ngoài cũng có dùng các cái thảo dược các bạn ạ. Thì dùng các cái dầu dừa này, các bạn thoa thì nó cũng gì ạ? Nó cũng tăng cái dưỡng ẩm, thì nó làm giảm thiểu dưỡng cái gì ạ? Cái da thì đỡ ngứa hơn. Và có rất nhiều các cái sản phẩm dưỡng da, đặc biệt là vào cái mùa rét, mùa đông rét, thì các cái mạch máu ở ngoại vi thì nó sẽ bị thiểu dưỡng. Thì các bạn hãy lên dùng các cái sản phẩm, đặc biệt là các bạn nào mà có những cái cơ địa khô da thì các bạn hãy lên dùng, tìm cho mình cái sản phẩm phù hợp, đúng không ạ? Hai nữa là các bạn cũng có thể dùng các cái dung dịch oxylin này các bạn gì ạ? Các bạn xịt vào cái vùng vệ sinh hàng ngày sau khi tắm xong, lau khô xong, xịt để gì ạ? Hạn chế các cái vi khuẩn nó trú ngụ tại đó, thì nó hạn chế các cái viêm nhiễm, nó đỡ ngứa cho các bạn. Đó là những cái giải pháp để giúp cho các bạn tạo cái thói quen mới để ngăn ngừa các cái vấn đề bên ngoài, các vấn đề bên ngoài. Còn các vấn đề bên trong thì các bạn cần phải gì ạ? Đi khám bác sĩ để xử lý điều trị cho các bạn.